Hey Joe, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của MCBI. Và trong video ngày hôm nay thì mình cũng sẽ giải quyết cho các bạn một vài cái thắc mắc liên quan đến VL3, đúng không ạ? Tại vì trong cái video trước thì mình cũng dẫn cho các bạn là làm sao hay là đăng ký được VL3 student dùng miễn phí trong một năm thì các bạn có thể trải nghiệm được cái công cụ AI tuyệt vời này, đúng không ạ? Nhưng rất là nhiều bạn là liên quan đến một vấn đề như kiểu là thẻ thanh toán này, cũng như là vấn đề là cái phần là xác minh mail edu. Thì trong video này mình sẽ giải đáp vấn đề đó cho các bạn. Ok. Trước khi bắt đầu thì mình cũng muốn giới thiệu vào các bạn về một cộng đồng có tên là AI Automation Club này. Thì đây là một cộng đồng cho các bạn nào yêu thích về AI này, về automation, về workflow automation, hoặc các bạn đang có nhu cầu làm affiliate marketing hoặc là làm MMO để với AI thì đây là một cộng đồng phù hợp với cả các bạn. Trong cộng đồng này thì ngoài những cái việc là mình chia sẻ những cái kiến thức này, thông tin này và những cái trải nghiệm cá nhân của mình thì mình cũng có tổng hợp một vài những cái khóa học của mình ở trong này và có thể là share for, hoàn toàn free cho các bạn luôn. Được chưa ạ? Hơn nữa là tất cả những cái tài nguyên, những cái template về N8N mình làm ở trên kênh YouTube MCBAI thì mình sẽ đều sẽ chia sẻ hết toàn bộ ở trong này. Đó. Nên là rất là mong chờ là các bạn sẽ đồng hành cùng mình ở trong cộng đồng này nhá. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu tạo tài khoản từ những bước đầu tiên cho các bạn dễ hiểu nhá. Thì các bạn sẽ tạo cho mình một cái tài khoản Gmail này. Vậy các bạn sẽ cần phải thêm họ và tên của các bạn. Đó, thêm họ và tên của mình vào. Ok, các bạn sẽ chọn cho mình ngày tháng năm sinh. Thì ngày tháng các bạn chọn theo của các bạn cũng được. Còn năm thì các bạn nhớ cho mình là chọn năm 2005 cho mình nhá. Được chưa ạ? Đó, chọn giới tính là nam. Ok. Sau đấy thì các bạn sẽ thêm một cái địa chỉ email thôi, thì các bạn chọn địa chỉ email như nào cũng được. Mình sẽ vào và student. Đấy. Cho nó gọi là ok là ấn tiếp theo. Rồi bây giờ thì mình sẽ nhập mật khẩu, thì các bạn cứ nhập mật khẩu của mình vào thôi. Nhập như bình thường thôi chứ không có một vấn đề gì cả. Được chưa ạ? Đó. Sau khi nhập xong thì các bạn sẽ thêm cho mình một cái mail vô phục, hoặc là các bạn không thêm cũng được. Thì đấy, nó tùy theo cái nhu cầu của các bạn thôi. Ok. Ấn đồng ý xong này. Đấy, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đến bước tiếp theo, là như mà là mình dẫn cho các bạn ấy là tải cái OpenVPN. Đó, bây giờ các bạn sẽ cần phải lấy cho mình cái link của cái Google One Student Joy Student ấy. Đấy. Rồi, các bạn copy vào cho mình ở trên cái đường link mình sẽ để bên dưới phần mô tả cho các bạn luôn. Rồi các bạn thêm vào tiện ích cho mình nhá. Sau khi mà chúng ta tải xong cái extension này ấy, thì các bạn ấn vào cho mình cái extension. Rồi các bạn chọn vào cho mình cái phần là gì ạ? Đấy, các bạn click vào đây cho mình. Ok, thế là xong. Sau click xong ở đây, nó khi mà nó hiện lên là cái màu xanh ấy, nghĩa là nó đã kết nối được với cả cái VPN rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào cái link nhá. Ra vào cái link này. Đó. Đây. Thì đây nó chính là cái giao diện để các bạn có thể nhận được cái bản Pro trong vòng 1 năm của student, đúng không ạ? Bây giờ các bạn phải xác minh tư cách sinh viên. Thì ở đây nó đã thay đổi rồi, đúng không ạ? Thì cái việc của các bạn bây giờ là các bạn sẽ cần phải xác minh sinh viên. Thì các bạn sẽ vào cho mình một cái đường website tên là etmail.com để các bạn có thể lấy được cái student email nhá. Đó. Trong lần trước thì mình không có hiện cái này đâu, chứ các cái video mình làm cho các bạn nó không hiện. Đó. Rồi bây giờ các bạn sẽ chuẩn bị là change cho mình cái domain. Đấy, mình muốn change cái domain, các bạn giữ cái domain này cũng được, nhưng mà mình muốn change nó thành cái domain khác đi. Thì mình sẽ sử dụng một cái domain là của bên USA.edu. Đó, rồi ấn change. Ok. Rồi, sau khi mà nó change xong rồi ấy, các bạn đợi một xíu. Rồi. Đó, bây giờ đợi một xíu này, nó hiện ra cái mail một cái là các bạn có thể lấy được luôn. Rồi, ok. Rồi các bạn copy cho mình cái mail này. Rồi các bạn vào cho mình Google One, các bạn paste vào, các bạn ấn xác minh. Đấy. Mã xác minh ở đây, đúng không ạ? Các bạn sẽ cần mã xác minh thì các bạn sẽ vào cho mình thêm mail lại lần nữa này. Các bạn chuẩn bị kéo xuống dưới cho mình. Đấy. Ở đây nó sẽ có cái phần mail, đúng không ạ? Các bạn click vào. Các bạn click vào cho mình. Đó. Nó sẽ hiện cho các bạn cái mã xác minh. Các bạn copy cái mã xác minh này, rồi các bạn paste vào Google One. Sau khi các bạn paste vào Google One xong ấy. Đây. Đấy, bạn đủ điều kiện này, bạn tiếp tục này. Thì sau khi mà mình ấn tiếp tục xong, rồi mình sẽ ấn vào phần là bắt đầu dùng thử. Rồi mình sẽ thêm cho mình cái thẻ hoặc là thêm PayPal, thì ở đây là mình chọn là thêm thẻ nhá. Đó. Rồi khi thêm thẻ xong thì các bạn sẽ cần phải có số thẻ, đúng không ạ? Thì mình sẽ sử dụng một cái công cụ. Đấy, một cái công cụ có tên là Timo App. Thì cái công cụ này các bạn mình sẽ để bên dưới cái phần mô tả để các bạn có thể là dễ dàng xem được về cái này, được chưa ạ? Và các bạn có thể nhập thêm cái mã là MCBAI thì có thể nhận được nhiều cái ưu đãi hơn từ cái app Timo. Ok chưa ạ? Và app Timo thì các bạn sẽ sử dụng ở trên điện thoại, có thể tải được ở iOS cũng như là Android. Ok, thế như ở đây là mình đã nhập xong hoàn toàn số thẻ. Ngoài ra thì ở cái phần là mã zip ý, thì các bạn vui lòng là chọn cho mình cái mã zip của Hoa Kỳ nhá. Mã zip của Hoa Kỳ thì các bạn có thể tìm ở trên mạng rất là nhiều cái phần là mã zip code các tiểu bang ở Mỹ. Khi mà các bạn ấn lưu xong ấy thì nó sẽ load đến cho mình vào cái phần là đây, nó sẽ quay trở lại cái phần này, được chưa ạ? Đấy. Rồi các bạn chọn phần là bắt đầu dùng thử.
Đấy, rồi các bạn ấn vào phần đăng ký cho mình. Được chưa ạ? 15 tháng sử dụng miễn phí, ấn đăng ký cho mình. Đấy. Sau khi đăng ký xong này thì nó sẽ chuyển đến cái trang tiếp theo. Thì trong cái trang này bây giờ việc của bạn ấy là chỉ cần ấn phần là gì ạ? Đây, nó đã đăng ký rồi, đúng không ạ? Sau đăng ký xong các bạn chọn cho mình phần là gì ạ? Đây, chuyển đến Gemini Pro. Đấy, rất là nhanh đúng không ạ? Nghĩa là bên chúng ta đã hoàn toàn hoàn tất đăng ký được cái Gemini Pro rồi. Rất là nhanh. Đó. Và bây giờ thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng Gemini Pro này, thậm chí là Flow đúng không ạ? Các bạn sẽ search Flow này. Đó, vào Flow nhá, như bình thường luôn. Kiểm tra luôn luôn kiểm tra xem là có đang bật VPN không. Đó. Bật VPN là sẽ vào được. Create with Flow này. Đó. Đây. Get start này, sign with Google này. Và để các bạn có thể là mình gặp rất là nhiều trường hợp, một vài bạn ấy gặp cái trường hợp là khi mà viết prompt Veo 3 nó đang bị lỗi hoặc là nó không ra tiếng, nó không được như đúng ý mình, đúng không ạ? Thì mình cũng sẽ nói qua luôn cái phần này. Ví dụ như ở đây là mình sẽ vào một cái công cụ để có thể là tạo được prompt Veo 3 hoàn toàn miễn phí. Được chưa? Đâu rồi nhỉ? Ở đây đi. Đúng không ạ? Mình sẽ để một cái ở đây. Ok. Mình sẽ vào một trang có tên là aiswift.com. Thì đây là một website mà chia sẻ rất là nhiều những cái công cụ AI ở trên toàn thế giới, hỗ trợ cả tiếng Việt và tiếng Anh. Đó. Ngoài ra thì nó cũng sẽ chia sẻ một vài những cái workflow automation mà do chính mình đã làm ra ở trên này. Đấy, mới có được thêm một cái tính năng là nó có thể là chat ở đây bằng AI luôn. Rất là hay đúng không ạ? Để tìm kiếm công cụ. Ok, ở trong này thì các bạn sẽ vào cho mình cái phần là trợ lý chuyên biệt. Đó, ở đây nó sẽ có một cái phần là prompt Veo 3 dành chuyên cho người Việt, được chưa ạ? Đó. Rất là nhiều những cái star ở đây rồi. Ok, thì chúng ta sẽ vào trong cái prompt này và mình sẽ đưa cho nó một cái yêu cầu, ví dụ như kiểu là tôi muốn một người đàn ông đi xuyên qua tường trong lớp học. Đấy. Người đàn ông tầm 70 tuổi đi, đúng không ạ? Đi xe máy đi xuyên vào lớp học. Học sinh trong lớp. Wow. Há hốc mồm. Rồi quay ra. Đó, và khi mà mình sử dụng một cái gọi là một cái prompt này đúng không ạ? Rất là đơn giản thôi, rất là ngắn gọn thôi. Và tất nhiên là gì ạ? Nó sẽ tạo cho mình một cái prompt này. Đầu tiên nó sẽ nói tiếng Việt nhá, đúng không ạ? Nhưng nó sẽ tạo cho mình một cái prompt bằng tiếng Anh. Nên mình mới bảo đây là một cái gì ạ? Một cái con chatbot chỉ chuyên dành cho người Việt, đúng không ạ? Đấy. Bây giờ này, nó sẽ hỏi thêm mình là những cái thông tin, ví dụ video bạn muốn tạo nói về điều gì, được chưa ạ? Đấy. Bạn truyền tải cảm xúc gì hay rất siêu gây sự cảm động này. Bạn hình dung thế nào, là trường hợp kiểu nào, đúng không ạ? Video này có nhiều cảnh hay không hay là chỉ một cảnh duyệt thôi. Nó sẽ hỏi mình thêm một vài câu hỏi để cho chính xác nhất cái mong muốn của mình, đúng không ạ? À, hài hước này. Siêu thực. Các bạn sẽ không cần phải trả lời hết đâu, các bạn muốn trả lời nhạo được thôi. Trường học vào buổi sáng. Người đàn ông đi xuyên từ sau tường làm đổ nát cái bàn. Đấy. Đây thôi, mình có nhiều cảnh không? Chỉ một cảnh thôi. Mình nói như là nó sẽ chít từ nhận diện là gì ạ? Chỉ là chỉ có một cảnh thôi. Đấy, tuyệt vời này. Đó. Ok. Đó, đúng không ạ? Tuy là ở đây tiếng Việt đúng không ạ? Nhưng mà cái prompt nó sẽ ra là tiếng Anh, rất là chi tiết luôn. Ok, thì mình sẽ đợi nhá, để mình sẽ copy toàn bộ cái prompt này vào đây. Đó, ok. Chúng ta sẽ vào trong Flow nhá, vào phần dự án mới này. Thì trong dự án mới, bây giờ Google Veo 3 cũng họ cũng đã mới update thêm một cái tính năng ở trong phần này. Đó, là nó có thể chọn được cái model là dạng Veo 3 Fast Text to Video. Thật ra thì mình test ấy, thì mình thấy là cái phần này nó vừa nhanh hơn, nó vừa ít cái credit hơn. Và nó chất lượng của nó vẫn rất là ok các bạn nhé, không có vấn đề gì cả đâu. Và nó vẫn rất là nhanh, đó. Bây giờ này, nếu mà các bạn gặp cái trường hợp ấy mà các bạn muốn từ một văn bản sang video thì các bạn chọn ở bên đây. Còn nếu mà các bạn muốn tạo video từ các khung hình thì các bạn sẽ chọn ở đây cho mình, được chưa ạ? Tiếp theo nữa là nếu mà các bạn gặp những trường hợp mà video nó không ra tiếng thì nó có 3 trường hợp như sau. Trường hợp thứ nhất là các bạn không lựa chọn hai cái model Veo 3, mà nó khi mà các bạn auto vào đây này thì nó sẽ tự chọn cho các bạn là cái model là Veo 2 Fast này. Nên các bạn sẽ phải chỉnh cho mình ra đây.
thành Web3 Fast hoặc là Web3 Quality. Thì bây giờ mình prefer là các bạn chọn cho mình Web3 Fast sẽ ok hơn. Được chưa? Tiếp theo là các bạn muốn câu trả lời nó ra được 4 đáp án thì con sẽ chọn là 4, hoặc các bạn muốn ra là 1 thì con sẽ chọn là 1. Đó. Đây 20 tín dụng này. Cái này thì sẽ là 100 tín dụng thì mình sẽ chọn cái này cho nó dễ. Được chưa? Mình sẽ cho ra là 4 đáp án đi. Đấy là cái trường thứ nhất. Cái trường thứ hai là do cái prompt của các bạn. Được chưa? Do cái prompt của các bạn. Thì cái trường cái prompt của các bạn thì các bạn có thể là đôi khi kể cả là những cái con bot GPT như mà mình tạo ra như này này, thì đôi khi là nó vẫn sẽ không hoàn toàn chính xác 100%. Được chưa? Tại vì nó là do AI tạo mà, đúng không ạ? Do AI tạo nên là mình sẽ, ví dụ mình cảm thấy nó không ổn lắm thì mình sẽ có thể bảo nó tạo lại cho mình thôi. Ok. Và trong trường hợp thứ ba là có thể là đôi khi mình bị out ra khỏi cái VPN này, nên các bạn sẽ phải lưu ý là luôn bật cho mình cái VPN. Được chưa? Mình sẽ paste vào đây nhá. Ở trong ngoài nó sẽ là người đàn ông nói lớn đúng không ạ? Thì mình sẽ để là, mình sẽ sửa lại đi. A man say loud. Ok. Nghe test này. 4 kết quả. Và đối với student thì các bạn sẽ nhận được là 1.000 tín dụng nhá. Từ chợ 1.000 tín dụng. Đó, các bạn sẽ đợi này. Và mình sẽ vào trong Gemini luôn. Được chưa? Mình sẽ vào trong Gemini luôn. Để mình tạo cùng lúc. Đó. Chạy rất là mượt mà đúng không ạ? Đây này, các bạn ấn vào phần video này, ấn gửi này. Ok, 12% rồi. Tạo rất là nhanh đúng không ạ? Bình thường ấy, như cái này mà ở cái bản mà Veo 3 Quality ấy, thì sẽ mất ở đây khoảng độ từ 3 cho đến 5 phút. Đấy, từ 3 cho 5 phút. Còn bây giờ đây, từ 3 đến 5 phút này. Còn đối với cái này thì mình nghĩ là sẽ khoảng độ 2 phút thôi. Được chưa? Mình sẽ tua nhanh cái phần này đi để các bạn để nhanh được xem được nhá. Đó, và bây giờ kết quả đã hoàn thành rồi đúng không ạ? Mình sẽ xem thử từng cái một nhá. Cái này xem nào. Tụi bay còn học chán lắm, để chú dạy cho. Và rất là hay đúng không ạ? Đó, hoặc ở đây này. Tụi bay còn học chán lắm, để chú dạy cho. Trời. Cái này thì hơi fail này. Trời ơi, cái gì này? Tụi bay còn học chán lắm, để chú dạy cho. Cái giả chân thế. Xem cái này là cái gì đây? Sao nó lại thành xem rồi nhỉ? Được. Tụi bay còn học chán lắm, để chú dạy cho. Tưởng vỡ rồi xong vẫn đậy, đậy lại được. Đấy, thử xem bên này xem nào. Cái này sẽ là Veo 3 loại xịn nhá. Đấy. Tụi bay còn học chán lắm, để chú dạy cho. Yêu vãi. Ok. Được chưa ạ? Ok, nếu các bạn thấy hay thì đừng quên lại cho mình một like và một subscribe nhá.